Xin chào anh chị, hôm nay Vinceland xin gửi tới anh chị thông tin giá bán của chung cư Hoàng Thành Pearl ở số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dự án có hệ thống giao thông kết nối khá đồng bộ như đường Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 32, ga đường sắt trên cao Nhổn ga Hà Nội, đường Hàm Nghi, đường Trịnh Văn Bô, đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Trần Hữu Dực, đường Lê Đức Thọ. Điểm hạn chế duy nhất của dự án là phía đường Nguyễn Văn Giáp ở phía trước cổng dự án thì vẫn chưa được mở rộng. Đoạn đường Nguyễn Văn Giáp từ dự án Gardenia đến đường quốc lộ 32 hiện tại mới được mở rộng ở phía dự án Vinhome Gardenia. Tuy nhiên thì việc nằm ngay cạnh dự án Vinhome Gardenia cũng là một lợi thế của dự án Hoàng Thành Pearl, khi cư dân có thể sử dụng một phần các tiện ích thuộc quần thể dự án Vinhome Gardenia của Vingroup. Không chỉ vậy, dự án Hoàng Thành Pearl còn có vị trí rất gần với các trường học trong khu vực như là trường Trung học cơ sở Cầu Diễn nằm ngay sát dự án, trường Winschool, trường Amis, Newton và Thị Điểm, Liquidon, rất thuận tiện cho con em của các cư dân để di chuyển đi học. Dự án Hoàng Thành Pearl thì bao gồm một tòa tháp cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm, tầng 1 và tầng 2 là tầng thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội. Chủ quản đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Thành. Công ty Hoàng Thành thì nổi tiếng với các dự án như là Hoàng Thành Tower, Moriland, Season Avenue ở bên Hà Đông và một số các dự án khác. Chung cư Hoàng Thành Pearl được xây dựng trên khu đất rộng gần 15.000 m2 với một tòa chung cư có 334 căn hộ và 25 căn thấp tầng. 334 căn hộ ở dự án được chia làm các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 79 đến 112 m2, bố trí 12 căn một mặt sàn với 6 thang máy Mitsubishi. Về nội thất bàn giao, chung cư Hoàng Thành Pearl được bàn giao với nội thất cao cấp. Ngoài các thiết bị và vật liệu bàn giao như sàn gỗ, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh chiếu sáng thì chủ tư còn trang bị tủ bếp trên dưới, chậu rửa, bếp từ, hút mùi, điều hòa âm trần cho từng căn hộ. Về tiến độ của chung cư Hoàng Thành Pearl thì hiện tại theo chúng tôi quan sát vào thời điểm cuối tháng 9 năm 2023, dự án đã xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện gấp rút để chuẩn bị bàn giao nhà vào quý 1 năm 2024, là vào đầu năm sau. Về giá bán, hiện tại chung cư Hoàng Thành Pearl đang có mức giá từ 50 triệu một mét vuông cho đến 55 triệu một mét vuông đã bao gồm VAT và chính sách bán hàng. Về chính sách bán hàng thì hiện tại chủ tư đang có 3 chính sách. Thứ nhất là với khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn gồm 5 đợt, đến khi nhận nhà vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 thì sẽ được chiết khấu là 1,5%. Đối với những khách hàng thanh toán sớm thì sẽ được chiết khấu là 2,5%. Còn đối với khách hàng vay vốn ngân hàng thì sẽ được chủ tư hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% cho 40% giá trị căn hộ và ân hạn nợ gốc đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trên đây là một vài thông tin sơ bộ về tiến độ và giá bán của chung cư Hoàng Thành Pearl. Anh chị có suy nghĩ gì về dự án này? Vui lòng để lại bình luận ở phía dưới của video. Nếu anh chị đang quan tâm tới chung cư Hoàng Thành Pearl hoặc đang có nhu cầu tìm mua một căn hộ ở trong khu vực này thì anh chị có thể liên hệ với Vinceland qua số điện thoại hotline chúng tôi để ở phía dưới của màn hình để chúng tôi được hỗ trợ anh chị. Cuối cùng, anh chị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi về các dự án bất động sản và quy hoạch ở phía Tây Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.